vào. Rồi tiếp tục các bạn cho mọi người cùng xem nha. Rồi mình đứng đây là ngay tại bến phà Tắc Cậu nha các bạn. Rồi hôm nay mình quay toàn cảnh của các tàu ghe biển đang xuất bến nha các bạn ơi. Xuất bến đánh cá quả đồng luôn. Chùm mà đằng và đổ xô ra. Hôm nay ngày 16 đó các bạn. Giờ này thì cũng hơi 1-2 giờ chiều rồi các bạn ơi, bởi cho nên thấy cũng hơi giảm à. Cái nào ngày sáng ra đông lắm luôn. Cái hướng này thì anh em đang đổ ngược ra sông Cái đó nha các bạn. Đổ qua sông Cái lớn á. Sông Cái lớn xong rồi mà là mới ra ngay cửa biển của tại thành phố Bình Giá đó các bạn. Tại đó chạy cua, đó cho nên cái đó tàu nào tàu ấy đạt dữ lắm. Đây, tiếp tục đây các bạn. Đây, tàu này bắt đầu ôm cua vô nha. Nhà nước xui đó bạn ơi, chặt chuyện dễ bê ha. À, đây nó nè. Nói thầu các bạn ơi. Ồ, con tàu trong đó nó chặt cua một cái khối dài kìa. Thấy không bạn? Đây chặt cua nè. Phải bấm rồi, không bấm nó bê. Trời, ghê vậy. Để sợ nó bê qua đây nè. Nó ghê rồi chưa. Gặp lục bình nữa chứ. Trời ơi. Nó chạy kìa. Trời ơi, ê đâm rồi. Đâm đâu rồi? À cũng tiếp được chơi. Nó ghê đó, ghê đó bè. Bè xuống tuốt với mé luôn. À, nước xùi quá, nó bè các bạn ơi. Trời ơi, coi đẳng nó về lại bốc khối rồi. Trời ơi, ghê vậy. Phá quậy được nước luôn. Quá trời vậy ta. Yeah. Nó không về là sẵn ở nhau á. Đã chụp cố. Yeah, rồi rồi đây một cái cũng đang nằm vô này nha các bạn. Đạp quá, đạp ve ngược trở lại luôn. Trời. Quá, đang tập trung ra dữ lắm luôn nha các bạn ơi. Đắng. Kìa. Yeah. Rồi, đúng rồi, không đạp là bê. Thì chớ nước cái xui. Đó mà ông nấy đạp cái thứ ơi luôn.
kìa. Nó thêm xà lan ở trong đó đâm ra nó trời. Ồ ghe ở đây thì đang lợi nữa. Má trời ta. Ồ, hai ghe ở đây đang tập trung lên nè. Cái này mà không đạp dữ là bê liền nha các bạn. Quá nước nó đổ quá. Rồi xuống tới với mé này luôn. Nó xà lan đâm ra nữa trời. Hôm này đang đâm vô nữa. Rồi ông này đứng lại luôn. Ông này không dám chạy luôn các bạn ơi, đứng lại luôn rồi nè. Hãy gặp tàu biển đi vô có đoạn không mới chạy qua được luôn. Trời ơi, coi tàu chở anh chậm nó bắn, ủi thịt khối kìa. Bé nhau, trời lưa hết rồi. Xà lan khổng lồ chạy ra nữa chứ. Xà lan chặt cua luôn kìa. Lần này nó bấm rồi. Ôi ô. Xà lan kìa. Phú Thành 33. Ghê chưa. Đó rồi. Hai thằng trong kìa. Né nhau rồi, nó tấp từ lưa luôn. Rồi rồi, chết, nó đạp đụng sao? Quá, wow. Nổi quá trời ra. Bê bê sàn sàn luôn các bạn ơi. Ngay đây ngay cái ngã ba chặt cua xuống thì nước cứ nước nó bê dữ lắm, bê kia bầu cũng chen vô đi luôn kìa. Nó tìm ghe đây đang tấp xuống nữa nè.